Man niên kim hê tà thu bà măng thăm bà hoa răng à đê tà di ni bà nà ga minh bà ra măng hi ta dạy đăng ni quốc hê gà tà năng bà ni tăng ê tê na sát chê na su wa ti hô tu wa rô wa ran nhô wa ra đô wa ra hà rô a nô tà rô thăm bà hoa răng à đê tà di đăng ni quốc hê gà tà năng bà ni tăng ê tê na sát chê na su wa ti hô tu khi năng bù ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chê ta ya tiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thể được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được
rằng các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu công tạo, sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà quần, dù khổ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đứng thế tôn thiết giảng pháp, đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ. Pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên loại đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong
với chân hôn này, tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân này tu thành muôn hạnh cung. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, bậc kỳ chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, chúng thiên nhân các cõi, tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Chúng vị, hôm nay là ngày thứ ba, năm đại tháng 5 năm 2020. Chúng ta lại có thêm một ngày nữa trong chương trình tu học đặc biệt nhân mùa đại dịch coronavirus. Thưa quý vị, trong khi tất cả những cố gắng để tìm cách kiểm soát sự lây nhiễm của coronavirus, cũng như tìm cách vãn hồi nền kinh tế đang bị ngưng động, thì người ta đặc biệt nói rằng chúng ta cần có một sự tập trung vào những gì nên làm, thay vì tạo nên những hệ lụy cho đời sống một cách không cần thiết. Ở trong 2-3 ngày qua, có những xô xát giữa người dân với các cảnh sát ở các nơi, khi mà người dân tụ họp quá đông, quá số lượng cho phép, hoặc là không có giữ giãn cách xã hội ở tại Hoa Kỳ, cũng như là có một số người không tuân thủ lệnh mang khẩu trang. Những xô xát này nói lên một sự bất ổn trong đời sống tinh thần. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự tư duy về chính trị đã ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay có một câu chuyện của thống đốc Abbott, thống đốc của tiểu bang Texas, với tư cách là một ở trong những khuôn mặt lớn của Đảng Cộng Hòa. Ông Abbott là người đã đưa ra
lời kêu gọi mở cửa rất sớm để ủng hộ quan điểm của Tổng thống Donald Trump là tình trạng lây lan ở Mỹ đã có thể kiểm soát, và tiểu bang Texas sẽ tiên phong cùng với tiểu bang Georgia để chấm dứt lệnh phong tỏa càng sớm càng tốt. Mặc dù trên nguyên tắc thì lệnh phong tỏa được kéo dài đến 18 tháng 5 này, nhưng người ta vẫn muốn sớm hơn. Thưa quý vị, trong một tiết lộ ngày hôm nay của một vài viên chức dân cử ở tại Austin, thì ở trong chỗ riêng tư, thống đốc Abbott đã nói chuyện với họ và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Mà quả thật là ngày hôm nay ta đã tìm thấy sự bùng phát của nhiều nơi, và tất cả những hệ thống dự báo đều cho biết rằng cuối tháng 6 này con số lây nhiễm và tử vong tại Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi với số hiện tại. Thì trước bao nhiêu những quan điểm khác biệt cũng như là về cách phòng ngừa bệnh dịch, có người thì quan điểm rằng khẩu trang là cần thiết, có người khác thì quan điểm khẩu trang không cần thiết. Có người quan điểm là chúng ta nên đưa cù máy kinh tế trở lại và chấp nhận sự bất mát của nhân mạng. Thì có người khác quan điểm rằng làm sao để giảm thiểu sự bất mát nhân là vấn đề quan trọng nhất. Một cái đất nước mà có quá nhiều sự lây nhiễm thì tất cả những điều khác trở thành vô nghĩa. Và thưa quý vị, đối với cuộc sống của tất cả chúng ta, ở trong cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn bị sâu xé và kéo về nhiều hướng khác nhau. Bởi vì chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi nhiều hướng khác nhau, chúng ta dẫn đến một cái vấn đề thường thấy trong đời sống. Đó là một nội tâm dễ dao động, một nội tâm bất ổn, một nội tâm không có định hướng. Và vì vậy, ở trong Phật Pháp, một ở trong những cách trụ tâm là khả năng tập trung và tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng ta luôn luôn bám sát lấy cái phương hướng mà mình đi, không để đến lạc hướng. Và tập trung là chúng ta có khả năng lựa chọn một đối tượng, một cách sống, một quan điểm và đi vào trong thế giới đó một cách liên tục. Để làm gì? Để được thuần thục và để tạo cái tâm lực rất là mạnh. Chưa có thời đại nào mà con người sống mà với sự tản tâm giống như ngày nay. Càng ngày người ta càng mất đi khả năng tập trung tư tưởng. Người ta dễ quên, người ta dễ dao động và không có được cái định lực tương đối tốt. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài nói chuyện của Ngài Ajahn Chah. Thật ra đây là những câu nói được trích từ những bài pháp của Ngài. Riêng về phần nói về thiền thì có tất cả là 35 câu nói được sưu tập khác nhau. Đại Đức Thầy Tri có liên lạc với chúng tôi và chúng tôi cũng đề nghị là thay vì chúng ta tập trung quá nhiều thì chúng ta nên mỗi ngày đi qua khoảng chừng 7 câu. Thì như vậy với một cái phần mà nói về thiền tập trong đời sống, chúng ta sẽ kéo dài trong khoảng 5 ngày. Trước khi đi vào nội dung pháp thoại hôm nay thì xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Phật, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Kính cung kính Thượng tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ. Thế gian giải, vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chúc chư tòa minh hạnh, bạch chư thông đức và thưa quý Phật tử. Có lẽ là ở trong mỗi thời đại, con người đều có cái khuynh hướng và có những vấn đề sống khác biệt nhau. Nhưng mà riêng với thời đại của chúng ta là thời đại của đa đoan. Một con người tạm gọi là có thể sống và sống tốt ở trong một xã hội ngày nay phải phân tâm rất là nhiều, từ những cái sinh hoạt hàng ngày như là ăn uống, đi đứng. Chúng ta còn phải quen thuộc với một thế giới ảo, một thế giới mà gần như hoàn toàn xa lạ với cha mẹ ông bà chúng ta 30-40 năm về trước. Con người càng ngày càng sống ở trong những khu tị tứ nhiều hơn ngày xưa. Ở trong nền văn minh cổ đại, người Hy Lạp nói đến cái đời sống tại thị tứ, metropolis, như là một cái lý tưởng để xây dựng một xã hội loài người có tổ chức. Nhưng mà thật ra thì ngày nay đời sống metropolis hay là đời sống thị tứ không còn là một lý tưởng nữa, mà nó là sự đưa đẩy gần như là tự nhiên. Con người tìm về thành phố, những phố càng đông đúc người thì lại càng có nhiều cơ hội để tìm ra việc làm. Ở tại những thành phố lớn mà chúng ta gọi là thị tứ thì người ta chẳng những có nhiều cái cơ hội để tìm ra việc làm, mà người ta hấp thụ một cái đời sống mới hoàn toàn. Từ những chiếc xe metro, xe điện ngầm, cho đến sự mua sắm những cái máy móc hiện đại nhất, và người ta chạy theo những cái mốt về thời trang, về cái phong cách ăn uống, cũng như là cái nếp sinh hoạt hàng ngày. Đời sống của những khu thị tứ đông dân dần dà nó nuốt chửng nông thôn. Liên Hiệp Quốc nói rằng chỉ trong vòng 5 năm nữa, tới năm 2025, thì riêng ở tại Á Châu, con số người trở về sống ở tại các khu thị tứ chiếm gần 72%. Điều này có nghĩa là 2/3 dân số của Á Châu sẽ dần dà trở thành những người của thành thị. Và vì điều này, một ở trong những điểm mà chúng ta phải đối mặt là cuộc sống tất bật với nhịp sống nhanh hơn, và chúng ta dần dà sẽ nhận ra một cái hệ lụy mà tất cả những người sống ở thành thị đều biết, đó là tâm trí của chúng ta bừng tán rất nhiều. Không có khó khăn để tìm thấy những người lớn tuổi sống ở trong những cái khu thị tứ đông dân. Khi lớn tuổi thì đời sống tinh thần của họ bị ảnh hưởng nặng nề, họ dễ lẩm cẩm hơn vì nhiều tạp niệm.
cái hệ thống thần kinh suy yếu hơn, tại vì làm việc quá nhiều. Cứ thứ tưởng tượng rằng mấy mươi năm trời luôn luôn phải lái xe, luôn luôn phải sống ở trong sự căng thẳng, về lớn tuổi chứng bệnh tâm thần nhiều hơn là những người sống ở tại nông thôn, ở tại miền sơn cước, những nơi mà cuộc sống bon chen là ít hơn. Vì vậy không có điều gì đáng ngạc nhiên khi mà ở tại Âu Châu, tại Hoa Kỳ, tại Úc, tại Lân Đa, ngày càng nhiều những người da trắng, những người mà chúng ta gọi là người Tây Phương, họ tìm đến với Đạo Phật để tu tập những khóa thiền ngắn hạn và dài hạn. Và họ bắt đầu để ý đến một cái nếp sống làm thế nào để hàm dưỡng nội tâm. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngay cả trong một cái quốc gia Phật giáo, những người Phật tử có đức tin với Tam Bảo, những người Phật tử mà luôn luôn hâm mộ những người hành thiền, thì không có nghĩa là bản thân của những vị đó thật sự thích thú hành thiền và dễ dàng hành thiền. Chúng tôi có một lần nghe Ajahn Chesaro nói một câu chuyện ở tại Thái Lan đó, là tìm những người mà tu thiền có việc mà khó, còn những người mà ủng hộ người khác hành thiền thì chuyện đó dễ dàng vô cùng. Chúng ta đừng nghiêng về điểm này. Ví dụ như trong cộng đồng người Việt chúng ta mà nghĩ đến một cái trường thiền mà có những người đến đó để tu tập, và mình ở bên ngoài để lo trả tiền bill điện nước, lo thực phẩm, thì mình cảm thấy ủa tại sao người ta tu mà mình phải lo cho người ta. Nhưng mà ở tại các xứ Phật giáo, thưa quý vị, người ta rất là vui lòng, rất là hoan hỷ để thấy rằng có những người tu tập thiền. Và những người này thì thường họ sẵn sàng để bỏ tiền ra lo về thực phẩm, lo về phương tiện vân vân. Nhưng vấn đề là ngay cả tại các xứ Phật giáo, người ủng hộ thì có nhiều, nhưng người hành thiền thì lại không có nhiều. Đó là một sự thật. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta đọc lại những lời dạy Ngài Ajahn Chah, thì chúng ta sẽ thấy rằng lý do tại sao chúng ta hâm mộ sự tu thiền, chúng ta đề cao sự tu thiền, nhưng mà chúng ta lại không có siêng tu, chịu tu và cảm thấy hoan hỷ. Vấn đề nằm ở trong mỗi chúng ta. Thì trước nhất chúng ta hãy nghe một số các câu mà Ngài Ajahn Chah nói về vấn đề này. Hôm nay chúng tôi không biết là vị nào sẽ phát tâm. Dạ, xin mời cô Lăng Dầu Nguyệt. Dạ, năm bữa thầy, dạ, sao thứ lành thầy, còn dân từng thời giác đẳng, thầy dẫn nhập cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc bài viết trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah, do Ngài Ajahn Chah viết và Tỳ Khưu Thánh Hỷ chuyển dịch. Hành thiền. Một, hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi loanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi loanh quanh đủ rồi. Hai, tôi nghe có người than phiền. Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi. Sao vậy? Tôi đau suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả. Ô, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề, thì họ hành thiền lúc nào? Nếu cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền. Họ cũng lạc lối trong đau khổ. Họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. Ba, tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cảnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cảnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 4. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ
Như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Tôi phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thực sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 5. Dầu máu cạn thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng, bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Với chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả. Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 6. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây, trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn, chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi, cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng, tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi. 7. Không phải hành thiền để thấy có thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. Bài viết đi còn tiếp. Dạ, con xin kính thỉnh từng con giác đẳng trở lại. Dạ đúng rồi, Sức Nhật Quỳnh post cái bài đó là bài ngày hôm qua, Sức Nhật Quỳnh ơi. Dạ con xin kính thỉnh thỉnh tọa. Cảm ơn cô Lăng Nhật Nguyệt. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý vị, có một điều rất là mâu thuẫn, nhưng mà đó là một sự thật. Thường khi chúng ta không làm việc gì đó thì chúng ta có nhiều lý do để mình không làm. Nhưng mà cái lý do lớn nhất đó là tại cái thái độ và quan điểm của chúng ta. Một khi mà chúng ta không muốn tu thiền, chúng ta không muốn tụng kinh, chúng ta không muốn học Phật Pháp, thì mình có nhiều lý do lắm. Nào là mình bận rộn, nào là mình chưa đủ duyên, nào là cái trường thiền không thích hợp, hay là vị thầy chưa đủ thuyết phục mình. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có cái mặc cảm. Chúng ta ngán, chúng ta sợ. Và do cái mặc cảm này nên chúng ta thường không làm nhiều việc, kể cả việc tu tập. Trịnh Công Sơn có biết một câu mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng nghe một vài người nhắc: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thưa quý vị, ngài Ajahn Chah đó, thì ngài nói một cách rất là đơn giản: hãy bắt tay vào việc, đừng đi loanh quanh chờ đợi gặp vị Phật tương lai. Bạn đi loanh quanh đủ rồi. Câu nói của Ajahn Chah đó phản ánh một cái hiện tượng rất nhiều người ở trong chúng ta đi vào chùa hay nguyện con nguyện đời sau con sanh ra Đức Phật Di Lặc, con nguyện đời sau sanh ra gặp Phật để giải thoát, giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không có đủ cái lời dạy cho chúng ta, giống như là đời sống hiện tại của chúng ta mình không tu tập được, mình phải chờ gì gặp vị Phật tương lai.
Ở trong nơi nào mà chúng tôi nghe càng nhiều người nói về cái hy vọng ở trong tương lai làm cái gì đó, thì này càng ít có cơ hội làm việc đó. Thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi ở trong chùa gặp rất là nhiều chư tăng, cũng có thì giờ, nhưng mà không bao giờ mà bắt tay để học một cái gì về kinh điển hay là tu tập. Mà thường là ngồi nói chuyện là có cái mơ ước là mai mốt hay là sau này tôi mà có chùa tôi sẽ làm thế này thế kia, sau này tôi có điều kiện tôi sẽ tu tập thế này thế khác. Ở trong tiếng Anh họ gọi đó là một cái trạng thái procrastinating, tức là trạng thái trì quẩn. Trì quẩn nó là một cái tật, nó là cái thói quen của chúng ta. Chúng ta hẹn lần, hẹn hồi, mình nói cách này, cách khác, mà đôi khi mình nói nghe nó rất là, mình nói nghe rất là có lý do hoàn toàn. Đúng. Chúng tôi gặp rất là nhiều vị tu sĩ sống ở trong chùa, có phòng ốc, có cơm ăn, nhưng mà vẫn chưa ngủ, nghĩ rằng mình có thể tu được. Nhưng mà thật ra thì nếu vị đó muốn tu thiền thì các vị có thể tu liền lập tức. Chỉ có điều là những vị này muốn từ chối, không bắt tay vào việc thôi. Thật ra trong cuộc đời này, thưa vị, bất cứ một công trình nào, bất cứ một đề án nào thì nó đều bắt đầu từ bước đầu tiên. Mỗi mỗi chúng ta bắt đầu cuộc tu của mình cũng từ ngay bước đầu tiên. Nhưng bước đầu tiên là mình phải bước. Bước đầu tiên bước cũng rất là quan trọng. Tại sao mà chúng ta nghe ở trong kinh thường nhắc đến quả vị tu đà hoàn? Quả vị tu đà hoàn là quả thấp nhất ở trong bốn thánh quả. Nhưng mà quả đó nó bao gồm một cái trạng thái chuyển tộc thuận thứ, chuyển từ phàm sang thánh. Và đó là một bước bắt đầu rất là nghiêm túc. Thành bước bắt đầu rất là quan trọng. Không ai tu tập mà không có bước bắt. Và khi mà chúng ta không chịu bắt đầu thì thật ra khó có ai giúp chúng ta. Rất khó. Mình để ý một điều như vậy là thí dụ như những người muốn học Phật Pháp hay muốn tu thiền mà cần sự hướng dẫn thì rất là dễ để cho những người khác giúp mình. Nhưng mà mình chưa muốn mà để thuyết phục mình muốn á, thì thật ra điều này không dễ, khó lắm. Và do vậy bước bắt đầu đó nó luôn luôn cần đến một cái thái độ của mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta không có một thái độ nhập cuộc, tạm gọi là săn cái áo lên hay là bắt tay vào việc đó, thì thứ gì khó khăn vô cùng. Bởi vì ngay khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì chúng ta nghe những cái lời dạy của Đức Phật đôi khi rất là chí thiết. Như một người cha nói với con của mình, người nói rằng: "Này các tỳ kheo, kia là khu rừng trống, nọ là cội cây, và đây là ngôi nhà thanh vắng. Các con hãy tinh tiến tu tập, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta vì lòng lân mẫn dành cho các con." Khi mà Đức Phật Ngài dạy như vậy, Ngài nói như vậy, thì cho chúng ta thấy rõ ràng rằng không phải đơn giản mà chúng ta có thể có được cái sự phấn khởi để bắt đầu. Bao nhiêu người ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, có cha, có mẹ. Cha mẹ tha thiết rằng con đi học, bớt ham chơi và xây dựng tương lai. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có nhiều người được rất là nhiều cái may mắn là có những ông cha, có những bà mẹ rất thương yêu, nhưng mà rồi lại không có
lại không có bắt tay vào việc học được. Vì đơn giản là tự chính mình không có một thái độ tốt, một thái độ tích cực để bắt tay. Và đó là ý nghĩa câu nói đầu tiên mà Ngã Chân Cha ngày đề cập đến tại đây. Thứ vị trong câu tiếp theo, Ngài nói rằng: tôi nghe có người than phiền, ôi năm nay rất xấu đối với tôi, sao vậy? Tôi đau suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả. Và nếu họ không hành thiền thì cái chết cần kề sẽ hành thiền lúc nào? Nếu họ cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Hay họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc? Nếu họ đau khổ họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ nên hành thiền. Thế đây thưa quý vị, cũng trong một bài nói chuyện khác mà của Ngài Chân Cha mà chúng tôi được nghe, nghe không phải trực tiếp từ Ngài mà nghe qua băng giảng, rồi có người dịch lại đó. Lúc đó thì Ngài bị bệnh rồi. Thì Ngài có nói rằng có những người lúc bình thường thì họ không tu học, mà lúc khổ thì họ lại càng không tu học, mà lúc vui thì họ cũng không tu học. Thì đối với họ thời nào nó cũng là một cái cản trở hết. Ở đây nhắc chúng ta thấy một điều rằng, một khi mà chúng ta không muốn thì chúng ta hẹn lần hẹn lượt. Và chẳng những hẹn lần hẹn lượt mà chúng ta ở một cái thời điểm khắc thích hợp thì mình sẽ bắt tay vào. Một cái đặc điểm của cái pháp tu tứ niệm xứ mà chúng ta được tìm thấy qua sự hướng dẫn của các vị thiền sư là ở mọi cái trạng thái, dù là vui, dù là buồn, dù là thuận, dù là nghịch, dù là khỏe, dù là bệnh, dù là tinh tấn hay là giải đại, thì tất cả đều là cái đối tượng để quán chiếu. Chỉ đơn giản chỉ quán chiếu, chỉ nhìn thôi. Chúng ta đọc trong cái phần tâm quán niệm xứ đó: khi tâm có định biết là tâm có định, tâm không định biết là tâm không định. Khi tâm hướng thượng biết là tâm hướng thượng, khi tâm thấp hèn biết là tâm thấp hèn. Khi tâm có định biết là tâm có định, mà tâm không có định biết là tâm không có định. Cái công việc của khi chúng ta hành thiền quán đó không phải là chúng ta tự đặt cho mình một cái điều kiện lý tưởng nhất để tu tập, mà đặc biệt là của thiền quán là chúng ta nhìn lại ở trong bất cứ cái trạng huống nào, ở trạng thái nào của bản thân của chúng ta. Mà khi chúng ta sống lâu ngày thì chúng ta cảm thấy điều đó nó rất là thú vị. Một việc duy nhất mà chúng ta cần làm đó là quan sát, quan sát và quan sát thôi. Một cái kinh nghiệm mà chúng tôi thường chia sẻ đó là cách đây khoảng chừng 600 năm, khi mà xã hội Tây Phương đang ở trong cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ đen tối, gọi là Dark Age, chúng ta nói ở Âu Châu, và về sau này người ta dùng cái chữ gọi là thời kỳ Trung Cổ. Thì thưa quý vị, từ thời Trung Cổ qua thời kỳ hiện đại đó, người ta nói rằng có rất là nhiều cái thay đổi trong các xã hội. Nào là tôn giáo nhường lại cho một cơ chế dân sự tương đối tốt hơn, nào là con người chú trọng về khoa học kỹ thuật nhiều hơn, và rất nhiều thứ khác. Nhưng mà thưa quý vị, các nhà nhân chủng học có một cái sự ghi nhận rằng từ cái thời tâm tối của Trung Cổ, châu Âu bước ra qua thời kỳ hiện đại đó, là khi họ bắt đầu có những cái tờ nhật báo, mà ở Việt Nam mình chúng ta gọi là tờ nhật trình, bây giờ gọi là newspaper. Cái công việc của nhật báo ở trong một thành phố hay là ở trong một một cái nơi nào đó tương đối có đông người đó, là nó là một cái tập ghi lại tất cả những gì xảy ra trong thành phố, dù đó là đẹp, là xấu, là hay, là dở. Công việc của nhật báo không phải là đi tìm cái gì hay để mà viết. Người Việt Nam của chúng ta cho đến ngày nay có rất ít tờ báo mà làm đúng nghĩa với cái chữ gọi là journalism. Thí dụ mình lập một tờ báo trong cộng đồng, ở Việt Nam thì tờ báo theo cái nguồn máy chuyên truyền của chính quyền, nhưng ở hải ngoại đó thì đa số những tờ báo
thì họ chỉ biết một cách rất hạn chế, nhất là sự đụng chạm một cá nhân hay là thế này thế khác. Nhưng mà ở tại các quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu, nói chung tại các quốc gia Tây Phương, họ đạt đến một cái trình độ journalism là họ có thể có những bài báo mà họ viết về tất cả cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở. Và chính những bài báo ở trong một cái nơi nào đó mà cho chúng ta cái ý thức cái gì đang xảy ra ở trong nơi mà mình sống đó, cái đó rất là quan trọng. Một khi mà mình ý thức được như vậy đó, thì cái tâm thức của mình đó, nó dần dà nó sẽ có một cái khuynh hướng chuyển hóa. Cái vấn đề gì mà mình không chú ý, mình cho nó chìm vào quên lãng, thì nó dẫn đến chỗ lụng bại. Mà cái gì mà chúng ta thường quan tâm, thường để ý, thường để tâm đến đó, thì thưa quý vị, dần dà sẽ tốt hơn. Có thể chúng ta không tin vào điều này, chúng ta không tin vào năng lực chánh niệm, nhưng mà quý vị để ý như vậy là Đức Phật Ngài dạy rằng kinh mà không tụng để lâu ngày thì nó nhớt đi, tại vì bụi bặm. Và bất cứ một cái phần nào của thân và của tâm chúng ta mà chúng ta không có quan tâm tới, không để ý tới, thì dần dà nó chìm vào trong quên lãng và nó sẽ bị hư hỏng đi. Ở đây là một điều rất là chắc chắn, phải là chánh niệm chỉ là một sự chú ý bình thường, nhưng mà nếu chúng ta đem nó vào trong một cái tầm nhìn của chúng ta, thì chính cái tầm nhìn thì nó sẽ giúp cho chúng ta dần dà nhận ra cái xấu, cái tốt, cái đẹp. Và đôi khi mình không cần làm gì hết, mình chỉ lắng lặng nhìn đó. Dạ, cũng như chúng tôi nói rằng, ở trong một cái làng nhỏ, một cái thung lũng nhỏ, người ta chỉ cần có cái tờ nhật báo, và nhật báo này đăng tất cả những cái tin tức có xấu, có tốt, không xấu, không tốt. Và khi người dân ở trong làng, trong xã, trong thành phố có quan tâm điều đó lâu ngày, thì dần dà người ta sẽ có tự tìm cách cải thiện. Cái tâm của chúng ta rất là đặc biệt, thưa quý vị. Bất cứ vấn đề gì mà chúng ta chỉ đem vào ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm, thì chánh niệm có khả năng tự nó chuyển hóa vấn đề. Có thể chúng ta không thấy điều đó. Bởi vì chúng tôi có nghe vài vị thiền sư kể rằng có những người họ có một cái tật rất là lớn, thí dụ tật ghen tuông, dạ, hay là ganh tị. Họ rất là đố kỵ với người khác. Họ sống bao nhiêu năm với tật đố kỵ, họ luôn luôn nói xấu người khác. Họ nói xấu một cách vô thưởng, vô phạt, ai nói xấu. Nhưng khi họ đi hành thiền rồi, do cái sự hành thiền, họ bắt đầu họ nhìn lại những lúc mà họ bất mãn một người nào, họ thù ghét một người nào, họ thấy được rằng mình đang ganh tị, đang ghen ghét, đang đố kỵ. Họ không cần phải làm gì hết, chỉ ghi nhận rằng mình đang đố kỵ mà đang ganh tị, và chỉ chừng đó thôi đó, nó cũng có cái khả năng để chuyển hóa họ. Người ta nói đó là cái năng lực của chánh niệm. Chánh niệm không phải là một cái gì đó mà chúng ta ra lệnh, mà chúng ta vật lộn với chính mình. Cũng Ngài Chân Trang nói rằng nếu mà chúng ta có thể ra lệnh với chính mình thì chúng ta đã thành Phật rồi. Tại vì chúng ta nói là đừng có tham nữa, đừng có sân nữa, đừng có phiền não nữa, mà nó hết phiền não thì chúng ta thành Phật rồi. Nhưng mà không, một cái năng lực duy nhất mà chúng ta sẽ có được đó là cái khả năng lẳng lặng nhìn và chấp nhận sự thật. Nó là như vậy đó. Đây là tham, đây là vô tham, đây là sân, đây là vô sân, đây là si, đây là vô si, đây là định lực, đây là dao động, chỉ ghi nhận và biết rõ. Cái sự quan sát nó rất đặc biệt. Chúng tôi sống ở tại Mỹ đó, nó có cái trường hợp này rất là thú vị, là cũng một cây xăng đó, mà nếu có khách ra khách vô thì thưa quý vị, mình thấy rằng nó có sức sống mà nó tốt lắm. Mà có đôi khi có những cây xăng mà người ta bỏ khoang, tức là 5-6 tháng không có mở cửa, thì rất là lạ lùng đó, là khi xe cộ không chạy ra chạy vô đó, thì ở dưới đất bắt đầu cỏ mọc. Chọn cao ta đến cũng cho cắt cỏ vậy. Và cũng không hiểu vì lý do gì mà những cái bông cỏ đó nó theo gió nó lại bay lên trên nóc. Và ở trên nóc thì nó lại mọc cỏ. Dạ. Cũng cây xăng đó mà suốt cả mười mấy năm trời người ta đi ra đi vô, người ta sinh hoạt thì cỏ không mọc ở trên nóc. Nhưng mà tới khi họ để yên, không đụng chạm gì đó, thì cỏ lại mọc ở trên nóc. Dạ.
một căn nhà ở tại Mỹ này mà nhà ở các xứ khác như Việt Nam hay của Pháp họ xây bằng bê tông cốt sắt thì nó còn đỡ, còn căn nhà ở Mỹ họ là đóng bằng những cái vật liệu nhẹ đó, khi người ta không xài, người ta để khoan ở trong vòng 5-7 tháng, cho dù rằng không có ai vào để phá phách, để làm hỏng đi, nhưng mà những căn nhà đó nó cũng hư hỏng, nó cũng hư hỏng. Thì điều đó nó như một cái ví dụ về đời sống của chúng ta, là có rất nhiều người trong chúng ta sống mà chúng ta có thể quan tâm đến chuyện thế sự, chuyện của thiên hạ, chuyện này chuyện kia, nhưng rất ít khi có thời giờ chúng ta ngồi lại để quan tâm về những gì xảy ra đối với thân, đối với tâm, đối với cuộc sống chính mình, mà không ý thức, không thấy được điều đó, nên chi chúng ta không có khả năng tự chuyển hóa, tự vận hành cuộc sống cách hợp lý. Thật ra ngày ở trên trang này nói rằng, có những người mà họ để cuộc sống chìm vào trong quên lãng và họ không có bao giờ quan tâm về việc đó. Họ có hàng trăm lý do, hàng bao nhiêu lý do để họ đi lên quanh mà họ không giờ nhìn lại, như là thực sự thì đây là vấn đề. Bây giờ thì có một câu khác ngài trên trang này đề cập đến tại đây là đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là bạn hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dù đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ hành thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế mà thôi. Trong rất là nhiều trường thiền thì chúng ta thường nghe các vị hướng dẫn nhắc nhở mỗi người là tránh đừng dùng cái chữ xả thiền. Cái chữ xả thiền nghe nó đẹp nhưng mà nó rất là dở cho quý vị. Cái chữ xả thiền là người ta quan niệm rằng mình bỏ ra 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, và ở trong những phút đó thì mình xong rồi mình buông ra và không để ý được. Nhưng mà kỳ thật thì riêng về thiền Vipassana hay thiền tứ niệm xứ đó thì nó đòi hỏi cái tính chất liên tục, chúng ta gọi là cái nước bền, hay là chúng ta dùng một chữ gọi là miên mật, có nghĩa là cái việc đó vẫn tiếp tục và tiếp tục. Thật ra ở đây ngài Chánh Trang ngài nhắc rằng nó chỉ là vấn đề thay đổi tư thế, mình ngồi yên lặng hay là mình đi, mình đứng. Nhưng với một người mà có cái chủ tâm để hành thiền, dĩ nhiên là trong đời sống hàng ngày chúng ta bận rộn rất nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta tự ngồi lại, đơn giản là tự hỏi rằng mình đang thở vô hay mình đang thở ra, và đơn giản là mình nhìn thấy bản thân của mình nó như một dòng chảy, và lặng lặng nhìn cuộc sống của chúng ta hiện tại, chúng ta sẽ tìm nhiều điều rất là thú vị khi mà nhìn lại chính bản thân của mình. Nếu để ý cho kỹ thì phần lớn thì giờ chúng ta nghĩ nhiều về chuyện đã qua, chuyện quá khứ. Phần lớn thì giờ chúng ta hay nghĩ với chuyện mông lung. Nhưng mà nếu chúng ta có thời giờ thỉnh thoảng lặng lặng ngồi lại, nếu mình cảm thấy hơi thở không rõ ràng, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm ở trong vài ba hơi thở, để ý thức rằng mình đang thở. Và khi nào mà chúng ta có những cái chuyện phiền não, có những cái chuyện khó khăn, và chúng ta dùng cái phiền não đó như là một cái đối tượng để chúng ta lặng lặng nhìn, thì thú vị lâu ngày chúng ta sẽ cảm thấy rất có lợi, và rất có lợi về mặt này. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình nhắm mắt là mình hành thiền, và khi mà mình rời khỏi tư thế tọa thiền là mình không hành thiền nữa. Chúng tôi nhắc lại là ở trong các trường thiền người ta nói cái chỉ xả thiền là chỉ rất là dở. Đối với một thiền sinh ở trong lúc hành thiền thì không có chỉ xả thiền, mà có chăng là sự thay đổi tư thế, dù là mình ngồi, mình đứng, mình đi. Trong lúc quét nhà, trong lúc mình rửa chén, trong lúc làm việc gì đó thì chúng ta vẫn có thể gửi gắm vào trong đó một cái ý thức rất là rõ ràng. Chúng tôi lấy hai cái thí dụ. Một cái thí dụ đầu tiên là trường hợp chúng ta đang lái xe. Một người lái xe mà người ta nói rằng cái sự nghiệp của người lái xe đó là không có tỉnh táo đối với những gì đang xảy ra. Nói cách khác là chúng ta đang suy nghĩ chuyện mông lung.
đây thưa quý vị, có khi chúng ta tin rằng chúng ta có thể bắt chước Châu Á Thông. Ở trong chuyện tiếng Việt của Trung Hoa là có khả năng gọi là phân tâm nhị dụng, tức là cái tâm mình có thể, Châu Á Thông nó phân tâm nhị dụng là một tay hình tròn, tay vẽ hình vuông được, ví dụ như vậy. Nhưng mà ở trong đời sống chúng ta, mình đang lái xe mà mình vừa lái xe mình vừa nói chuyện điện thoại, vừa thậm chí vừa text message, thì họ nói rằng một người mà lái xe mà text message thì cứ nguy hiểm giống như một người lái xe mà say rượu, không hơn không kém. Bởi vì chúng ta không có tỉnh táo với những gì mà mình đang làm. Thì ở tại đây, đối với một người tu tập thỉnh thoảng, mình đặt trở lại vấn đề là mình thở như thế nào, mình đang đi thế nào, mình đang nói thế nào, đang suy nghĩ thế nào. Một người ít hạnh thiện thì thực ra họ bị ám ảnh bởi quá khứ rất nhiều. Những cái gì mà có quá khứ nó tặng đi trở lại và nó trở thành cái gì đó mà chiếm ngự trong lòng họ rất là nhiều. Và cũng thế, họ nói nhiều về tương lai nhưng mà họ chỉ nói về hiện tại. Cái khác biệt giữa một người có hành thiền và không hành thiền. Cho quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Hello sư, chứ không nghe được nữa hả sư? Nó có bị sao về sư? Không nghe được hả sư? Dạ, xin chờ chút sư. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có nghe tốt hơn không? Dạ. Cảm ơn đại đức sư trì. Chúng tôi đang nói chuyện nên chị không để ý là trong rung quý vị gặp trục trặc. Thì ở tại đây, một điểm mà chúng ta trở lại đó là một cái quan điểm mà chúng ta thường làm ở trong việc hành trình, đó là chúng ta nghĩ rằng cái sinh hoạt hàng ngày nó không có quan trọng, miễn là chúng ta có tập trung một giờ hành thiền là được. Nhưng mà cũng giống như khi mà chúng ta đi học hay chúng ta tập luyện gì đó, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cái việc học hay việc tập luyện ấy, nó chỉ dành một cái thời giờ cố định nào đó, ngoài ra thì ở giờ khác chúng ta sinh hoạt tự do đó, thì có khi nó cũng đúng và có khi nó thường khi nó sai. Và nếu chúng ta có thể đem cái việc học đó, mình gọi là văn ôn võ luyện trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta mới có thể thành thạo hơn. Thì cái văn ôn võ luyện ở trong việc học đó, nó tương tự như là cách nói chúng ta hành thiền đó, là chúng ta phải làm thế nào đó mà ngay trong sống bình thường thỉnh thoảng chúng ta có thể gợi nhắc lại, chứ không thể là mình nghĩ như vậy là đủ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một câu khác, câu số 5. Câu này ngài nói rằng ở trong một cái câu của Đức Đại Bồ Tát, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta trước khi ngài thành đạo đó, ngài đã từng có một cái quyết tâm mạnh mẽ với cội Bồ Đề rằng dù máu cạn thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đồng câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng, bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên rằng xe của bạn quá nhỏ và xe của Phật rất lớn. Với chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao trong một lần bạn có thể chuyên chở tất cả.
Phật là một chuyện, bạn là một chuyện khác. Câu chuyện chúng ta mới nghe thì như là mâu thuẫn lắm, bởi vì ở trên đó, ngày nói chúng ta đừng có quảng đãi, nhưng mà tại sao ở dưới là ngày khuyên chúng ta đừng nên làm cái quyết tâm giống như Đức Phật đã từng hạ quyết tâm ở dưới cội Bồ Đề. Ở đây rất là đơn giản, thưa quý vị, chúng ta thường rơi vào trong hai cực đoan. Cực đoan đầu tiên đó là sự quảng đại, và cái cực đoan thứ hai đó là cái sự ôm đồm. Ôm đồm là chúng ta muốn thành tựu mọi thứ ở trong vòng một thời gian ngắn, và mình tự đặt mình vào trong thế một cái trường hợp gọi là bất khả. Trường hợp bất khả. Thật ra thì cũng có một số người hẹn lên hẹn hồi mà không hành thiền, nhưng có một số người khác thì họ lại tự mình muốn hạ thủ công phu và làm cho bằng được cái mà mình phải làm. Như là chúng tôi nghe có một vài vị đi tu thiền và bị nói rằng kỳ này vào tu quyết tâm là phải đắc chứng quả này quả kia. Cái đó là cái đôi khi đó là một vấn đề. Ngài Chánh Cha nói rằng xe của bạn quá nhỏ mà xe của Phật thì rất là lớn. Với chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao trong một lần bạn có thể chở hết tất cả. Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. Ở đây không phải Ngài làm nản lòng chúng ta, nhưng mà Ngài khuyên chúng ta khoan đặt cho mình một cái tiêu chí quá cao, quá lớn, để rồi chúng ta gồng gánh không được thì chúng ta bỏ cuộc. Cái thứ quan trọng ở đây là mình có thể nhen nhóm được. Cái thời gian nhen nhóm ban đầu đó nhiều khi nó lại không đơn giản, thưa quý vị. Khi chúng tôi còn nhỏ ở dưới miền quê, dù là ở nhà hay ở chùa, cái mà chúng tôi ngán nhất đó là nhóm bếp. Quý vị nào mà sống ở miền quê biết rằng không có ga, cũng không có than, và nấu thường lớn mà nấu củi. Lâu lâu mùa gặt thì có rôm, nấu bằng lửa rôm, nhưng mà thường nấu bằng củi. Và cái củi miền quê thì chúng tôi nhớ dường như là ít khi nào có củi khô lắm. Tại vì cái người miền Nam lại không có tích trữ nhiều, nên chi có khi là nói nghe thì khó tin, nhưng có khi tới bữa cơm rồi mới sách cái rửa, sách cái dao mới ra củi đem về. Thì cái củi có khi nó ướt khô. Mình đầu tiên đó cho nó chúng ta gọi tạm với giai đoạn nhen nhúm. Lấy ví dụ như để mà củi nó không khô, nó bắt lửa, và cái mà mình gọi là mồi á, ví dụ như là lá dừa hay là giấy nó, và khi mà hết giấy rồi cái củi nó cũng chưa bắt lửa. Cái từ mà người miền quê họ thường xài gọi là đúng, tức là cái lửa bắt đầu thì nó có vẻ như là nó cháy thành than rồi, nhưng mà bởi vì nó ướt quá thì từ từ nó lại tắt đi, nó không có cháy được. Cái sự nhen nhúm ban đầu rất là quan trọng. Và cái chìa khóa tại đây là ngay từ ban đầu chúng ta phải rất là kiên nhẫn về chính mình. Đừng đặt ra một vấn đề nó quá trọng đại. Cũng là một câu chuyện của miền quê ngày xưa, thưa quý vị. Chúng tôi nhớ khi ở gần nhà ông ngoại chúng tôi đó, mà khi ông ngoại ra ngoài ruộng ngoài đồng làm thì ông ngoại dặn về mang cái này mang cái kia, thì có nhiều khi ông ngoại tự nhiên có cái cảm hứng là muốn uống trà, và ở giữa ruộng, thưa quý vị, mà chúng tôi là cháu mà, thì chạy về nhà thì nói với bà ngoại, thì bà ngoại chuẩn bị một bình trà nóng ở trong một cái tôi không biết, tức là một cái đồ ủ trà họ làm bằng cái vỏ dừa đó, để giữ trà nó nóng lâu. Giữ trà nóng lâu thì để cái bình trà trong đó, rồi nào là một ít bánh in hay là một ít mứt gì đó để cho ông ngoại nhâm nhi với trà, rồi gửi theo một chiếc chiếu nhỏ để trải giữa đồng giữa ruộng vân vân, và một ít ly tách. Thì cái tay mình rất là nhỏ mà đồ đạc thì lính kính nhiều, nhưng mà nghĩ là cái chuyện mà thật ra từ ở trong nhà mà chạy ra ngoài ruộng đó, có nhiều khi chưa tới 100 thước nhưng mà đi 20 chuyến thì lười lắm, muốn gom hết một thứ.
Và đôi khi mang ra tới đó thì ly nó bị, cái chung nó bị chạy bể, hay là trà nó bị đổ, và đôi khi bánh nó bị bể. Thì những lần như vậy chỗ ngoại hay ra chỗ ngoại nó là cả mô là đồ làm biến. Cả mô đồ làm biến, tức là mình lấy nhiều quá rồi thì nó làm cho hư chuyện mà nó không được chuyện gì hết, thay vì mình chỉ khó đi hai lần. Thì đó là cái bài học mà rất là thường thấy trong cuộc sống của chúng ta, đó là một người mới bắt đầu thì nghĩ rằng mình phát đại hùng đại nguyện, mình muốn đủ thứ chuyện hết, nhưng thật ra mình gồng gánh không nổi, và mình không để cho mình có khả năng được nhân giống. Cái bước bắt đầu nhân giống, chúng ta nên khiêm tốn và cứ làm đi, và cứ làm ở một cái mức độ nào đó mà để mình có thể bắt được cái trấn. Và khi mình bắt được cái trấn rồi thì chúng ta không cần phải phải vật vã nhiều với chính mình như là trước đây. Và một trong những cái bí quyết của một người mà có thể bắt đầu vào cái sự thực hành được là dẫn dụ lấy chính bản thân của mình. Dạ, dẫn dụ tức là mình cố gắng làm sao đó cho bản thân của mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy quen dần và cảm thấy vui để mà làm chuyện đó. Thì đó là một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong cuộc sống. Trong câu số 6, thưa quý vị, tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn, sanh già đau chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt là muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi tôi dừng lại thì nhận ra cái mà tôi tìm ngày nằm ngay ở trong tôi. Đây là một cái bi kịch mà cũng là hài kịch của kiếp nhân sinh. Chúng ta thường dõi mắt về phương trời xa xăm, đi rất xa và làm nhiều cuộc hành trình dịu vời để đi tìm cái gì đó gọi là cái giá trị đích thực của cuộc sống. Chúng ta thường làm như vậy từ tình yêu, sự nghiệp cho đến những mục đích sống, và dĩ nhiên kể cả các cái chuyện tu tập. Hòa thượng Viên Minh và thường có một câu thơ rất là dễ thương, đó là ra đi khắp bốn phương trời tìm ai mỗi mắt muôn đời không ra, ta về gặp lại tình ta, gót chân huyễn mộng cũng là phù. Nhiều khi chúng ta bận lòng đi rất xa đi tìm cái gì đó, nhưng mà rồi thật ra mình không tìm được, và ngay lúc đó, một lúc nào đó chúng ta trở về và thấy thử ở chính ở bản thân của mình. Nên chi một cái người bắt đầu hành thiền đó là người có thể đem cái nỗ lực, cái hoài bão trở về cái giây phút hiện tại. Chúng ta thường chối bỏ hiện tại và không muốn làm gì cho hiện tại hết. Nếu chúng ta làm tốt hiện tại thì chúng ta không bận tâm đến tương lai và quá khứ nó không trở thành vô nghĩa. Nhưng mà một khi chúng ta không chịu làm tốt hiện tại thì chúng ta cứ nhai đi nhai lại quá khứ, và chúng ta thường nói nhiều về tương lai. Cái điểm mà nó là một hài kịch, là bi kịch, cũng là bi kịch của cuộc sống chúng ta, là chúng ta thường vẽ vời ra quá nhiều ở tương lai mà chúng ta không chịu vun quấn vào hiện tại. Giống như trường hợp một người cứ ngồi mơ là có một khu vườn đầy hoa trái, nhưng mà ở trong hiện tại họ không bắt tay để xây dựng cái gì hết. Thì ở tại đây, câu nói của Hòa thượng Viên Minh là ở câu nói Ngài Chân Trang, người nói rằng tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền, tôi biết nó sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn, sinh già đau chết nằm ngay trong bạn chỉ chẳng đâu xa. Tôi đi khắp nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi tìm nằm ngay trong tôi. Thưa quý vị, chúng ta đi vào câu sau cùng của pháp thoại hôm nay. Câu số 7 thì Ngài viết rằng không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà là để chấm dứt đau khổ. Đây là một cái câu nói mà nhiều khi chúng ta mất một thời gian rất dài để có thể chiêm nghiệm. Không phải hành thiền để tìm thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. Để tìm thấy thiên đường ở đây tức là không phải chúng ta khuôn tập chánh niệm nhìn vào chính mình để ở đó chúng ta xuất hồn đến một cõi nào đó, hay chúng ta sẽ được sanh về một nơi nào đó, hay là chúng ta đã trở thành một cái gì đó, mà chúng ta sẽ nhận ra là cái cội nguồn của sự đau khổ nó bắt nguồn từ cái nhận thức của chính bản thân mình. Và
Cái mục đích chấm dứt đau khổ đó, nó rất là dễ dàng để tìm thấy. Một khi mà chúng ta có thể sống hòa mình, hòa bình với chính mình, sống hòa thuận với chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái sự bớt đi đau khổ. Hầu hết những đau khổ đời sống chúng ta là do cái khủng hoảng nội tại. Chúng ta có thể tin hay không tin điều đó. Phần đông chúng ta đều nghĩ rằng sự đau khổ của mình là do một ai đó làm cho mình. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, chúng ta là người làm khổ cho mình nhiều nhất. Chúng ta không có sống hòa bình với chính mình. Một khi mà chúng ta có thể sống hòa bình với chính mình thì rất khó ai làm cho mình đau khổ được. Mặc dù điều đó rất là khó tin, bởi vì phần đông chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ. Nhưng mà mình làm gì cho chính mình ở trong một ngày 24 giờ, ở trong một tuần 7 ngày và trong 365 ngày trong một năm, chúng ta làm gì cho mình? Nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta tự làm khổ mình, và khổ mình rất là nhiều. Vì vậy một cái nhìn rất là thực tiễn đó là Ngài nói ở đây không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà là để chấm dứt đau khổ. Đây là một lời nói lớn, đây là một công án không phải đơn giản để chúng ta sẽ hiểu được. Nhưng mà cái thực tế nhất, cái thực tế mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong cuộc sống hàng ngày đó là nếu chúng ta có thể sống thật sự bình an với chính bản thân của mình, không có mâu thuẫn với chính mình, không có vật lộn với chính mình, không có giằng co với chính mình, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm thấy được sự thanh thản thực sự. Và phương pháp thực tập thiền quán giúp cho chúng ta nhiều điều về điểm này. Thưa vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong một phần. Như chúng tôi có nói ban đầu, đó là riêng về những câu nói liên quan đến hành thiền, Ngài Chân Cha Ngài có nói ở đây có sưu tập đến 35 câu khác nhau. Và để Đức Thừa Trì có liên lạc chúng tôi đề nghị là mỗi ngày thì chúng ta đi qua một phần, khoảng chừng 7 câu. Thì bây giờ thì trong ngày hôm nay thì chúng ta chỉ đi một phần ngắn như vậy với 7 câu. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở trong 4 ngày còn lại chờ hết cái chương về thực tập thiền định này. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần tụng kinh. Hôm nay thì quý vị chờ xem chúng ta có trong rung Đại Đức Tuệ Tri, có sư Nguyên Thông, và chúng tôi cũng không thấy sư cô Tuệ Duyên. Có lẽ là chúng tôi nhờ sư Tuệ Tri tụng cho phần tiếng Phạn, và không biết sư Nguyên Thông có thể giúp đọc phần tiếng Việt không. Nếu sư không có bản tiếng Việt thì chúng tôi nhờ một Phật tử đã còn thể giúp chúng cho. Bây giờ thì xin được thỉnh sư Tuệ Tri Quang Hỷ bắt đầu cho bài kinh ra xuất tác. Xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Như con nói kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thiên Thảo với Phật tử, xin phép đọc được kinh Ratana Sutta. Panithana to patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa paramiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha paricca geti so chariya pachima phagwe gapha wakkan ting cha ting apinikamanang bathana chariyang bodhi ban lan ke mara vichayang sabbang yutang jnana divetang nana loko taratamme ti sape bime putta gune yawa chi toa we saliya ti subba bak bakaram tare sutiya pa marateng baritang karonto ajasma ananda thero uyakarun nacetang upatabe toa koti sata sahase sucakka wale sude kwata jasa nampatigan hanti yeng chakwe saliyam bure roga manosadu fikku sampūtanti vithang payang kipa mantara thabe sipare tantang phanamahe yani thaputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vantale kesa pe vaputa sumana
Tawan tua to bisaka tasunan tu pasitang tasma hiputa isameta sape metang karo tamanu siya paca yadi wacara to caharan tiye paling tasma hine rakata ap mata yang kinci witang itawa hurang wasa kesuwa yang ratanang banitang nanu samang ati tathagate nairam vip Buddhe ratanang panitang Ete na satye na suwati ho tukhayang viragang hamatang panitang Yada chaga sakya muni samahito Nate na thamme na samathikin chidambi thamme ratanang panitang Ete na satye na suwati ho tuyam buddha sayato pariwan na yisu ching Samadhi manantai kanya maho sama Tinate na samo na vichati idam vitham me ratanang panita Ete na satye na suvati hotu ye pukkala atha satang basatha Chattari etani yugyani hontite dhakhineya sugata sasavaka Ete surinani mahapala idam visanghe ratanang panita Ete na satye na suvati hotu yeso payuta manasadan he nanika minu Gautama sasanam hite bhati bhata matang vigai halatha mutha Nepute impunana hiram visanghe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu yating dakilo patawing sito siya Chato pikwate pi asambakam biyo Tathopa mangsa purisang wadamiyo Hariya sacha niya wecha basatidam bisangke Ratanang panitang ete na sache na suwati hotu ye Hariya sacha ni vipawayanti rampi Rabanye na sudesita ni kincha vite hantu pusapamata Na te pagwang atamamariyan tidam bisanghe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu saha vasada sana sambada yataya sutamma Chahita pavanti sakaya diti vichikichitang chasila patang vapi yadati kinchi chatuha bhaji Icha vipamoto chachapithana vyapapum hidam visanghe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu kincha pisokam mankaroti babakam Kaye na vacha yudacheta sa vapapho sota sapati chada Yapapatadi sapada savota Idam visanghe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu vanapagumbe Yathapusita ke gimha namase Bathamas mingim he tathopamang thammavarang Adesayinipanagaming paramang hitajaydam vipurthe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu varo varangyo varado varaharo Anuttaro thammavarang adesayiram vipurthe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu khinang puranang Nawang nati sampawang Virata chita yatike pavasming te khina bicha Avirun hi chanda Nibbandhira yathayam paripo idam visanghe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma nigwaja nigwantalikhe tathagatang deva manusa puchitang Bhothang namasa masuvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma nigwaja nigwantalikhe tathagatang deva manusa puchitang Dhammang namasa masuvati hotu yani taputa Nisamagata nipumma nivaya nivantalikhe Tathagatang deva manusa puchitang Sankhang namasa masuvati hotu Nhà con đã đọc xong một kinh Gatana Sutta
Kính thỉnh sư Nguyên Thông tiếp tục với phần Việt ngữ. Nhờ cô Nhật Huỳnh bót phần tiếng Việt cho sư Nguyên Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chúc lượng sư phụ đọc bài kinh Sana bằng tiếng Việt. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu báu suốt cả trọn cả đêm dài ba vòng thành Vesali, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 13 la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thắng ba la mật, năm pháp đại thí xã, ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót, giáng trần xuất gia, tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu phàm. Chư thiên khắp các cõi 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội kinh châu báu quy lực tiêu trừ mọi tai ương, đối khát và bệnh tật cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành Vesali, thảy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu báu. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vớm đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thượng ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen. Không gì so với vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những bậc ứng cúng đệ tử đất thiện thể, được trí giả tán thán cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời giải đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dẫu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàng chứng tri lý thánh đế, được Đức Gotama khéo thuyết giảng tận các ngài, dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba sử thân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàng vù vô tâm phạm lỗi bằng thân, lời hay ý cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến Niết Bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai ai không gieo, với tâm không ái chấp trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn. Ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chứng thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây,
hãy chí thành đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tổ thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Việt. Bây giờ con xin được trao mai lại cho người kế và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời người kế. Sau tôi kính trừng Đức Trời Trì và Sư Nguyễn Thông, Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử xuyên suốt trong nhiều tuần lễ vừa qua, chúng ta đã đọc đi đọc lại kinh Ratana Sutta. Chúng tôi mong rằng ngoài cái việc tụng trì tụng kinh ở trong mùa đại dịch cũng là một cái dịp mà chúng ta sẽ làm quen với bài kinh Phạn Ngữ này. Trước đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách tụng đọc và hy vọng rằng một số sẽ lắng nghe những lời tụng của Đại Đức Tuệ Tri cũng như Chư Tăng để có thể đọc theo được và đồng thời chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa. Hôm qua chúng tôi có nhận được một email của một Phật tử có hỏi là việc tụng kinh có thật sự cần thiết và tốt đối với cái truyền thống Phật giáo, nhất là Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế hay không. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin trả lời rằng có rất là nhiều đoạn kinh được ghi lại trong tập Pali mà ghi nhận rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Chư Tăng đã có những trường hợp tụng kinh mỗi ngày. Dạ, tụng kinh mỗi ngày. Như chúng ta biết rằng cái nền văn hóa Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế là nền văn hóa truyền khẩu, không có không có sách vở. Dạ, không sách vở. Và do đó những cái bài kinh chính, những bài kinh quan trọng thì Chư Tăng phải học vị này dạy cho vị kia. Bởi vì có trường hợp là các vị giáo thọ ở tại các cái ngôi chùa phải truyền lại cho người học trò những gì mình đã từng học. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, đối với các vị sống ở trong rừng đó, thì điều này là nên rất là cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta sống ở trong rừng lâu mà không có nói chuyện thì đôi khi cái âm giọng của chúng ta nó sẽ trở nên ngọng nghịu, không có rõ ràng. Và do vậy các vị mà đi sống ở trong rừng thì lại thường xuyên phải tụng đọc. Và riêng về một điểm là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, người ta vẫn xem cái chuyện mà đọc kinh là một phương pháp luyện sự tập trung ban đầu. Nếu quý vị sang Tây Tạng hay sang Miến Điện đó, thì có rất là nhiều trường Phật học mà mỗi một ngày như vậy có cả 500-700 vị tăng sinh cùng lên trên chánh điện hay là ở Phước Xá để tụng đọc những bài kinh. Mỗi vị nào thì vị đó đọc riêng, và mỗi vị đọc một riêng và đọc rất lớn. Ban đầu thì chúng ta nghe giống như một đàn ông vỡ tổ, tức là nghe âm thanh nó rất là lạ lùng, rất là khác biệt lẫn nhau, nhưng mà nó tạo nên một sự tập trung. Và nhờ như vậy lâu ngày các vị được rất là nhiều cái lợi, là vừa học kinh vừa nhớ kinh mà lại vừa có được cái sự tập trung. Thưa quý vị, riêng về những câu Phật ngôn mà chúng ta được tụng đó, thì chúng tôi phải nói rằng bản thân của chúng tôi sống ở trong chùa thì thường nhận ra một điểm là có những câu kinh mà ở một cái thời nào đó chúng ta thấy rằng rất là nhạt nhẽo hay là học để cho nhớ thôi, nhưng mà qua những cái lúc khác thì mình cảm thấy rất có lợi. Có một lần chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện của một người gia đình Phật tử ở bên Hòa Lan. Trước khi chúng tôi sang đó thì ở trong gia đình lại có một cái nếp sống rất là đặc biệt, là hai vợ chồng cùng đi làm buổi sáng sớm vào 8 giờ sáng thì cùng rời nhà đi. Nhưng mà người vợ thì sáng bữa nào lúc mà 6 giờ thức dậy trước khi lo điểm tâm cho vợ chồng con cái đó, thì người vợ thường tụng kinh. Và người chồng lúc đó thì tiếp tục nằm ngủ ở trong giường. Cái chuyện đơn giản như vậy thôi. Và chuyện đó xảy ra nhiều năm như vậy.
cho đến khi một ngày người chồng cũng là một người sinh hoạt trong cộng đồng người Việt Nam ở tại Rotterdam, cũng là cùng máu mặt và cũng là một ký giả viết báo, và vì một cái chuyện đụng chạm ở trong cộng đồng nên thơ qua thơ lại và có những cái thị phi làm vị này rất là nản lòng và rất là nản lòng. Nhưng mà trong lúc nản lòng đó thì vị này bất chợt lại nhớ đến một câu kinh mà người vợ tụng hàng ngày, đó là khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Đối với câu kinh đó người chồng nghe mỗi ngày và không muốn nhớ thì nó cũng nhớ, nhưng mà nhớ đến cái kiểu chúng ta gọi là nhớ trong vô thức, nhớ cái tự nhiên thôi. Nhưng mà bất chợt khi gặp cái cảnh ngộ phiền lòng rất là cay đắng thì lại nhớ câu đó, và vị này đã tìm thấy được một niềm an ủi. Một cái trường hợp như vậy, những trường hợp như vậy xảy ra rất là thường ở trong đời sống của các vị tu sĩ. Có hàng trăm hàng ngàn câu kệ, câu Phật ngôn khi mà chúng ta tụng đọc thì chúng ta tụng đọc như con vẹt, tụng đọc như cái máy thôi, không có để ý nhiều. Nhưng mà rồi lâu ngày thì bất chợt một lúc nào đó nó trạng lại, khiến cho chúng ta thấy lợi lạc vô cùng. Cũng như là quý Phật tử mà nghe chúng tôi nói chuyện Phật Pháp ở trong các lớp tu học đó, thì có những điều mà chúng tôi hồi nhỏ đã được nghe từ cha mẹ thầy tổ. Lúc đó thì mình nghe chỉ là có nghe, và thậm chí khi chúng tôi hồi nhỏ thì trí nhớ cũng tốt, có khi nhớ vậy thôi, nhưng mà lại không có để ý nhiều. Sau này có những cái cảnh ngộ mà làm cho chúng ta có thấm thía. Vì vậy cái dịp mà học, và đặc biệt là học thuộc lòng kinh điển, nó lại có lợi cho chúng ta rất là nhiều thứ. Trong thời kỳ bệnh dịch là thời kỳ mà tâm trí của chúng ta nó có nhiều cái bất ổn. Nó bất ổn ở điểm là mình cứ phải lo hoài những chuyện mà mình không lo được. Dạ, do mình lo như vậy đó. Nếu mà mình lo chuyện nhiều, mình lo nó được chuyện đó thì mình cũng thư giãn được. Ở đây mình lo chuyện nó không đi đến đâu hết. Ngày nào cũng phải đọc những con số, ngày nào phải nghe tin tức. Kẻ nói đông người nói tây, kẻ nói tốt người nói xấu. Và làm cho người ta bấn loạn lên, làm tâm tư người khác bị hoang mang. Nên chi chúng ta phải nói rằng nếu chúng ta có thể học kinh, nó cũng là một cách để điều tâm, một cách để chúng ta tìm lại được cái sự thăng bằng ở trong đời sống. Và biết đâu trong những cái nghĩa lý của lời kinh nó sẽ giúp chúng ta ở một cái trường học nào đó. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi dành những phút còn lại để nói về một vài cái thông tin. Và thông tin này thì chắc là phần lớn quý vị đã đọc rồi. Có hai cái bản tin mà liên quan đến đại dịch corona mà hôm nay chúng ta cũng cần lưu ý. Là ở trong mấy ngày vừa qua, các tiểu bang, hơn 15 tiểu bang họ đã bắt đầu cho mở lại một số các cơ sở thương mại, và có nhiều tiểu bang lại tháo gỡ tất cả. Thì các chuyên gia nói cho chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta nhận định là về cái lợi và cái hại của việc mở cửa như vậy đó không thể xác định trong một vài ngày. Bởi vì rất là đơn giản là một người có thể bị lây nhiễm corona, nhưng mà không phải là buổi sáng lây nhiễm và buổi chiều là mình có cái triệu chứng liền lập tức, mà có thể nó kéo dài theo trong nhiều tuần lễ, 2-3 tuần lễ, chúng ta gọi là thời kỳ ủ bệnh. Và trong 2-3 tuần lễ này, chúng ta rất có khả năng để lây lan sang những người thân của mình. Và như vậy thì nếu mà các tiểu bang đầu mở cửa ra, và trong một vài tuần lễ, nhất là tuần lễ đầu, thì 1-2 tuần lễ đầu tiên, mà chúng ta thấy sự việc nó không có thay đổi lớn, thì điều đó không có nghĩa là sự lây nhiễm nó không có, mà ít nhất là tới bước qua tháng 6 thì chúng ta mới rõ là cái sự chấm dứt lệnh phong tỏa nó có một ảnh hưởng như thế nào. Rồi về điều này chúng ta phải cẩn thận, nhất là những vị lớn tuổi. Dù là chúng ta nghe những con số hay là chúng ta đọc những bài báo viết thì chúng ta phải cẩn thận, và phải cẩn thận. Nó mất thời gian chứ nó không có cho chúng ta một câu trả lời ngay lập tức ở trong vài ba ngày. Và một bài báo khác cho quý vị, hôm nay đăng ở trên tờ Wall Street Journal. Trong tờ Wall Street Journal thì
họ nói rằng người Mỹ sẽ phải trở lại để làm việc ở trong một cái bối cảnh mà cái nền văn hóa gọi là được gọi là culture at work nó hoàn toàn khác trước kia. Chúng ta thường nghe nói về một xã hội tự do của Hoa Kỳ. Thì tự do có nghĩa là chúng ta tự do ngôn luận, tự do đi lại. Và bất cứ ai mà theo dõi hay là quan sát cái tư ẩn của chúng ta, quan sát đời riêng chúng ta, đời chuyện riêng tư của chúng ta, đó là một điều mà người ta cảm thấy rằng họ đã xâm phạm về đời sống cá nhân của mình. Nhưng mà điều đó sẽ sớm chấm dứt. Bởi vì ở tại các công sở hiện nay đó, người ta bắt đầu sử dụng một số các biện pháp để hạn chế sự lây nhiễm. Ví dụ như chúng ta bước vào công ty thì việc đầu tiên là người ta kiểm soát cái thân nhiệt của chúng ta bằng những cái nhiệt kế đo trong người chúng ta cái độ nóng như thế nào. Những ai bị sốt sẽ bị chặn lại cách ly tại chỗ. Chẳng những vậy mà người ta bắt đầu sử dụng điện thoại mà chúng ta đang xài đó để theo dõi cái khoảng cách của người này với người kia. Dạ, đây là một cái cách thức mà người ta có thể theo dõi được những nơi nào tụ họp quá đông và cái khoảng cách giữa người này và người khác đó không được an toàn thì sẽ có những cái báo động, hoặc giả là có người sẽ gọi đến trực tiếp hay là điện thoại, cái app của chúng ta tự động nó báo cho chúng ta biết. Có nghĩa là mọi cái di chuyển từ điểm A tới điểm B, từ nơi này sang nơi khác, chúng ta đi đâu làm việc gì cũng được theo dõi kỹ hơn. Nhân danh việc kiểm soát về cái giãn cách của xã hội. Và dĩ nhiên điều này mới nghe nó không có vẻ gì nó lớn chuyện, nhưng mà thật sự là nó là một cách để theo dõi đường đi nước bước của mỗi người. Về việc này thì nó lại tạo nên một vài cái điểm bất ổn khác. Thưa quý vị, một số các cái phương tiện di chuyển thì người ta cho rằng nó sẽ có nhiều cái cơ hội lây bệnh. Thí dụ như là cái phương tiện di chuyển bằng xe điện ngầm ở những thành phố như là New York hay là San Francisco, ta sử dụng phương tiện di chuyển công cộng nhiều đó, thì càng sử dụng nhiều thì càng nguy hiểm. Và do vậy người ta sẽ phải sử dụng nhiều xe hơi, ít nhất cũng có cảm giác an toàn hơn là chúng ta ngồi trên những phương tiện di chuyển công cộng. Nếu quý vị sống ở tiểu bang Texas thì nó không có vấn đề lớn, tại vì ở tại tiểu bang Texas người ta không có sử dụng phương tiện di chuyển công cộng nhiều. Nhưng mà ở New York hay là một vài nơi khác như Seattle hay là San Francisco, một vài nơi ở California thì câu chuyện hoàn toàn khác. Người ta sử dụng rất là nhiều phương tiện di chuyển công cộng, nhất là trường hợp ở California, họ ta có cái hệ thống gọi là carpool. Carpool là một hệ thống mà khuyến khích nhiều người đi chung với nhau. Và ở tại Houston gọi là HOV, tức là High Occupancy Vehicle, thì đây là cái hệ thống mà người ta đi chung xe từ 2 hoặc 3 người trở lên thì họ sẽ được đi con đường tốc hành đi nhanh hơn. Câu chuyện đó phải nó sẽ làm câu chuyện thay đổi. Tại vì bây giờ mình leo ngồi trên xe, mình không biết là người kia có bệnh hay không. Tại nên người ta sẽ trở lại với đời sống đi bình thường. Chúng ta cũng đặc biệt cũng phải lưu ý về điểm này. Và thưa quý vị, một khi một người trở lại làm việc, và nếu có một cái sự cẩn trọng, thì nên biết rằng chúng ta đang đi vào một sự mạo hiểm rất lớn. Nói tóm lại là ở trong tuần này, khi mà quý Phật tử đến cơ công sở để làm việc, đến các hãng xưởng để làm việc, con cái mà khi bắt đầu đi học trở về, hiện nay thì đa số các tiểu bang thì vẫn còn tiếp tục cho học online, tức là không đến học. Nhưng một khi con cái đi vào trường học, cha mẹ đến sở làm và mọi người đi chợ, thì cái việc mà kiểm soát lây lan xem ra là một chuyện rất là khó khăn. Và do vậy đã có một vài cái mô hình người ta tiên đoán rằng nước Mỹ sẽ có sự lây lan lên tới 6-70%. Và đến con số 6-70%, người ta hy vọng, chỉ hy vọng thôi, là người ta có thể
tự phát triển được một cái hiện tượng gọi là herd immunity, tức là sự lây nhiễm cộng đồng. Và cái herd immunity này nó cũng có cái giá trả rất đắt cho tất cả mọi người. Có nghĩa là với cái số lây nhiễm lên 60-70% dân số thì con số tử vong lên rất cao. Vì vậy chúng ta đang cố gắng để trở lại với cuộc sống bình thường một cách rất là bất thường. Tại sao vậy? Là tại vì thường thường mình trở lại cuộc sống bình thường là khi nào mình cảm thấy rằng cái nguy hiểm không còn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta trở lại cuộc sống bình thường thì cái nguy hiểm nó chẳng những nó vẫn còn đang tồn tại mà nó còn đang lớn hơn nữa. Do vậy, ở trong cái điều kiện nào mà chúng ta cố gắng để bảo vệ chính mình được thì càng tốt. Nhưng mà trong một xã hội mà sự lây nhiễm nhiều thì càng lúc càng trở nên khó khăn. Mong rằng quý Phật tử, đặc biệt là quý vị Phật tử cao niên, sẽ tìm cách để giảm thiểu sự đi lại. Nhưng mà chúng ta không biết thế nào. Trở lại câu chuyện sinh hoạt ở các chùa, thì thưa quý vị, hiện nay chúng ta đang bước vào mùa Phật đản. Năm nay có 2 tháng 4, nhưng chúng ta đã bước qua tháng 4 đầu tiên và tháng 4 thứ hai vào khoảng tháng 6 và kết thúc vào trung tuần tháng 6. Chúng tôi có nhận được một số email, một số câu hỏi của quý Phật tử cũng như chư tăng ni ở các chùa, thì xin trả lời chung rằng hiện nay thì mình chưa có một cái hướng dẫn cụ thể nào về sinh hoạt các ngôi chùa. Và nguyên cả một cái đất nước, một xã hội đang ở trong cái tình trạng tương đối là mạo hiểm. Dạ, tương đối mạo hiểm. Mà chư vị tăng ni phần lớn là sức khỏe không có nhiều, và đặc biệt các vị lớn tuổi. Chúng ta vẫn chưa có hiểu hết cái chiều kích của sự lây lan của COVID-19. Nên chi nếu mà ở trong điều kiện nào đó mà muốn bảo vệ sự an toàn, sống càng cách ly thì càng tốt, nếu chúng ta có khả năng. Còn nếu không thì chúng ta phải chuẩn bị khẩu trang, chuẩn bị nước khử khuẩn để rửa tay, rồi chuẩn bị xà bông, rồi chuẩn bị cái gì cần thiết. Nhưng mà tất cả những chuẩn bị đều mang tính cách rất là tương đối, và mong rằng chúng ta sẽ giữ được cái tâm của chúng ta an tịnh trong thời gian này. Dù thế nào đi nữa thì mùa Phật đản này không giống như tất cả mùa Phật đản khác. Mỗi chúng ta đều mong mỏi sự an bình cho chính bản thân mình và sự an lành cho tất cả những người thân, cho pháp giới hữu tình. Thì chúng ta hãy cùng nhau long trọng cử hành lễ Phật đản vào ngày rằm, thưa quý vị, tối thứ năm. Chúng ta sẽ có một chương trình Phật đản ở trong room Phật Pháp Buddha trong buổi chiều, cũng như là ngày sáng thứ năm. Đó là một ngày mà chúng ta có chương trình lễ Phật đản. Chúng tôi mong gặp lại chư tôn đức và quý Phật tử ở trong ngày lễ Phật đản để chúng ta cùng nhau chia sẻ về ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật, và đặc biệt là ý nghĩa sự ra đời Đức Phật đối với một thế gian đang đau khổ như là chúng ta đang trải qua thì đại dịch Corona này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị chư tăng đã vào Trung để hỗ trợ cho chương trình. Thân chào tạm biệt quý Phật, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Tuy ta nạn đói, nạn dịch bệnh và nạn phi nhân. Ya ni tạp phu ta ni sama gata ni thum ma ni qua ya ni qua an ta lê khê sa pe mu phu ta su ma na pa wan tu a tho pa sak ta cha su nan tu pha si tăng Sama ta ni sa me ta sa pe me thang Ka o tham ma nu si ya ta cha ya di wa cha ra to cha ha rang pi ye pa linh Ta sma ni le ra ta tha a pa mat ta Yang tin chi vit tang i tha wa hu rang wa sak ye su wa yang ra ta nang pa ni tang Na do sa mang a thi ta tha ga te na i dam vi bo khe ra ta nang pa ni tang
ite na sacce na svati hotu khayang viragang amatang paditang yadacchaga sakyabudi samahito na te na thamme na samathi kinchi idam vithamme ratanang paditang ite na sacce na svati hotu yam putasetho parivanna yisutin samathimanang tayapanyamahu samathinatena samo navetthati idam vithamme ratanang paditang ite na sacce na svati hotu ye pokala atasattang vasattha chatari etani yugani hantite dakhinaya sukata sasavaka ete sudindani mahapalani idam visankhe ratanang valitang ete nasajjavat sacce nasuvati hotu ye sapayota manasa dalahena nikamino vutamasa santamhi Thế Pati Pata Amata Viyay Halatham Puta Nip Putin Phun Chamana Idam Visanghe Ratanang Panitang Ete Nasache Nasavati Hotu Yathindati Lo Patthavun Siyat Chatapshikwate Fiasambakambayo Tathupamang Sakurisang Kodamiyo Ariyasachani Awekyapasati idam visankhe ratanang vanitang ete nasacce nasavati hotu ye ariyasaccha nivipha vajyanti gambhira panyena sudesitani kinchapite hansu sattamate nate phavam athamamadijanti idam visankhe ratanang vanitang ete nasacce nasavati hotu Saha va sada sada sampada yachachit Tayachu thamma chahita thavanti sakka yaditi vichikichit Tayuchya si lakpatang vabi Yadati kinchi chato hapa yehi chavipamoto Chacha phyathana niyapakko katum Idam visankhe ratanang vanetang ete na sacce na svati hotu Kincha viso kammang karo ti papatang ka ye na vacha yura chetasa Va afappo so ta sabate chadaya afappa Dithapada sabuta idam visankhe ratanang vanitang ete na sacce na svati hotu Kwanapa gumbe yatha phosatyabhim phosatyabhim Vimhanamase Pathmasmimhimhe Tathupamang Thammavarang Adesa Yinipanaka Mumbaranang Hitaya Idambi Mukhe Ratanang Panitang Ete Nasacche Nasavati Hotu Varo Varanyo Varado Varahano Taro Thammavarang Adesa Idambi Mukhe Tang Ete Nasacche Nasavati Hotu Khi năng phù ra năng na văn na thi sâm phà văn vừa ra ta chít ta yết tê kê phà vás binh Tê khi đa phê cha á vật rừng hi chan đa yết tha đi tăng thị thi ra yết tha dâm bà đi bô Y đâm bì sang khê ra ta năng bà đi tăng ế tê na sa chê na sa vá thi hô tu Dạ ni ta phù ta đi sa ma ta ta đi phùm ma đi vá ya đi vá an ta lê khê Tathagatang Deva Manu Sabhujitang Puthang Namasama Suvati Hotu Jani Thaputa Nisamagata Nipumma Nivaya Nivanta Dekhe Tathagatang Deva Manu Sabhujitang Thammang Namasama Suvati Hotu Jani Thaputa Nisamagata Nipumma Nivaya Nivanta Dekhe Tathagatang Deva Manu Sabhujitang Sankhang Namasama Suvati Hotu